Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 282. Để cùng xem là khi đám người Liêu Phàm vào phòng bí mật và thấy được quan tài của Dương Gian, khi mở quan tài ra rồi thì sẽ có gì xảy ra tiếp theo. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lúc này Hứa Phóng đang nhìn chằm chằm Cố Trình. Thế vậy liền mở miệng nhắc nhở. Cố Trình, cậu bảo là cậu vừa chỉ cần đinh đóng quan tài thôi mà. Thôi mà, thanh xài đao kia cũng bị lan hòa tan vào trong thanh trường thương kia. Cậu định lấy cả hai thứ đi hay sao vậy? Cố Trình nói. Vậy cũng phải có trước sau chứ. Chờ tôi lấy ra đinh đóng quan tài, tôi sẽ trả nó lại cho cậu. Mặc dù hắn ta có thực lực để trở mặt, thế nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì phía sau Liêu Phàm và Hứa Phong vẫn còn có người. Hắn ta không muốn bản thân bị quấn vào nguyền rùa của đồng hồ quả lắc. Hứa Phong nói, hy vọng cậu nói được thì làm được. Chúng ta cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà hai bên phải trở mặt với nhau, vì nó chả tốt cho ai cả. Cố Trình không nói gì thêm, cầm lấy thanh trường thương chuẩn bị lôi nó ra ngoài. Thế nhưng ngay sau đó, hắn ta đã phải nhăn mày. Bởi vì thứ này giống như đang dính vào trong tay của Dương Gian vậy. Rõ ràng Dương Gian nắm chứ không có chặt, nhưng hắn ta không thể nào lấy nó xuống được. Chết thì cũng chết rồi, còn cầm chặt như vậy làm gì chứ? Cố Trình đột nhiên dùng sức, cuối cùng cây trường thương màu vàng kim kia cũng tuột khỏi tay của Dương Gian. Nhưng cỗ lực lượng khổng lồ vừa rồi muốn kéo thi thể bên trong quan tài khiến cho nó ngồi dậy. Mí mắt Hứa Phong khẽ giật. Cố Trình, cậu cẩn thận một chút. Mặc dù Dương Gian đã chết, nhưng mà trong người hắn vẫn còn có lệ quỷ. Hiện tại nó không có dấu hiệu khôi phục, nhưng mà không ai dám chắc cái loại hành vi vừa rồi của Cố Trình sẽ không kích hoạt trúng quy luật giết người của con lệ quỷ trong thân thể Dương Gian, khiến cho nó tỉnh lại. Tên Dương Gian này khá là thông minh. Hắn muốn tập hợp các vật phẩm linh dị lại để chế tạo một món vũ khí. Nên bộ dáng thứ này hẳn chỉ là bán thành phẩm, nhưng có tính tham khảo. Cố Trình không thèm quan tâm. Ánh mắt hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cây trường thương màu vàng kim này. Đầu thương làm bằng thanh xài đao, tuy nhiên thân đao lại bị bao bọc sâu bên trong, chỉ có thể để lộ ra bên ngoài lưỡi đao đang bị hoen rỉ. Còn cây đinh đóng quan tài, nó được khảm nặng ở phần đuôi. Hứa Phong lập tức nhắc nhở, chúng ta nên chia đôi vật thôi. Đây là do hắn ta sợ Cố Trình sẽ cầm lấy thứ này rồi bỏ chạy. Dù sao thì tên này cũng sở hữu quỷ vực. Liêu Phàm ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Cố Trình. Nếu tên này bỏ chạy, hắn ta không cách nào khác ngoài việc lái xe đuổi theo. Khi đó chỉ còn là việc do xem ai mạnh hơn mà thôi. Nếu bọn chúng đã dám mời người này đến giúp đỡ, thì không thể nào có chuyện bọn chúng không có chút thủ đoạn phản kháng được. Lúc này, cuối cùng Hùng Văn Văn đã chạy đến nơi. Khi nó chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền tỏ ra khá giật mình. Cậu đến chậm rồi. Quan tài của đội trưởng đã bị mở ra. Không nghi ngờ gì nữa, đội trưởng đã thất bại. Anh ta chết rồi. Lúc này Hoàng Tử Nhã đang đứng cạnh Lý Dương. Một tay cô giữ chặt Lý Dương đang dãy giụa trong thống khổ. Còn một tay thì cầm lấy sợi dây chuyền thủy tinh, với ý định sử dụng quỷ lừa gạt để cứu lấy anh ta. Nhưng mà hiệu quả không lớn. Chỉ có thể duy trì tình trạng này không tiếp diễn theo chiều hướng xấu hơn mà thôi. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng với thê lương. Bởi vì từ ngày hôm nay trở đi, đoàn đội của bọn họ sẽ phải xong đời. Thế nhưng Hùng Văn Văn lại nhíu mày, chần chờ một lúc rồi nói, không, hiện tại nói đến chuyện này còn quá sớm. Dương Gian hẳn vẫn còn chưa chết. Hoàng Tử Nhã ngẩng đầu nhìn nó.
Là cậu đang an ủi tôi hay đang dùng năng lực dự đoán vậy? Hồng Vân Vân nói. Đương nhiên là dự đoán chứ, với lại tôi vừa mới dùng xong. Nghe vậy Hoàng Tử Nhã lập tức đưa mắt nhìn về cỗ quan tài kia. Cùng lúc đó, ngay khi đám người Cố Trình và Hứa Phong đều đang chuẩn bị thảo luận xem nên chia đồ vật linh dị như thế nào, thì ngay ở bên cạnh bọn chúng, bên trong chiếc quan tài bằng kim loại kia, cỗ thân thể cứng ngắc đang ngồi thẳng tắp đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Tờ báo cũ nhuốm dính máu ở trên mặt dần dần tuột xuống dưới. Sau đó nó đột nhiên giống như bị phong hóa, vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Tờ báo quỷ màu đỏ đã biến mất, theo đó là những khu vực bị nhuốm máu cũng rút đi. Tiếp đó một khuôn mặt khá trẻ nhưng tái nhợt xuất hiện trước đám người. Ngoại trừ điều đó ra thì ở trong quan tài kim loại, ngay lúc này chiếc hộp âm nhạc màu đỏ kia dường như cũng mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó. Trên thân của nó đột nhiên xuất hiện một vết rách, sau đó khẽ phát ra tiếng răng rắc, rồi vỡ thành mấy cục gỗ nhỏ. Một mối cân bằng đáng sợ nào đó đang bị phá hủy. Ngay khi sự cân bằng này bị phá vỡ, ở bên trong quan tài lập tức tỏa ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đó là một cỗ khí tức tăm tối. Bóng tối giống như là mực nước vậy. Nó bắt đầu xuất phát, lấy chỗ quan tài kim loại làm trung tâm, rồi lan tràn ra xung quanh. Nó giống như đang nhuộm đen toàn bộ mặt đất vậy. Đồng thời ở trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Và cái luồng ánh sáng màu đỏ này cũng đang dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi để khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Cố Trình ngay lập tức quay người quan sát viễn ta, cảm nhận được sự dị thường. Trong lòng Hứa Phong cũng xuất hiện cảm giác nguy hiểm, giống như lệ quỷ đang hồi hồi ở xung quanh. Hắn ta vô ý quay đầu nhìn về phía quan tài. Liêu Phàm đang đứng bên cạnh xe taxi quỷ cũng nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể trong quan tài. Bởi vì ngay lúc này, thi thể Dương Gian đang đứng dậy, đứng thẳng tắp trong quan tài. Mau rời khỏi đây, lệ quỷ trong người Dương Gian khôi phục rồi. Tôi sẽ cầm thứ này rời đi trước, có việc gì thì chúng ta liên lạc sau. Cố Trình muốn nhân cơ hội này để chiếm đoạt thanh trường thương, vì vậy hắn ta trực tiếp sử dụng quỷ vực để mà bỏ chạy. Nếu là trong tình huống bình thường, hắn ta có thể chuồn khỏi đây một cách nhẹ nhàng. Bởi vì dù lệ quỷ có khôi phục lại cũng phải mất một chút thời gian, chỉ cần không bị lệ quỷ nhắm vào thì hắn ta không sao hết. Cũng chính vì vậy, hắn ta mới có đủ dũng khí để mở ra và quan sát tình hình ở bên trong quan tài. Thế nhưng ngay lúc này, khi Cố Trình đang định bỏ chạy thì hắn ta chợt dừng lại, cả người cứng đờ. Bởi vì hiện tại toàn bộ bầu trời đã bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, quỷ vực quán ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Lực lượng linh dị hắn ta đã bị áp chế hoàn toàn, thậm chí hiện tại hắn ta không thể nào sử dụng quỷ vực được nữa. Cố Trình lập tức tỉnh táo lại. Cái này không phải là lệ quỷ khôi phục, bởi vì lệ quỷ khôi phục không thể nào nhanh như vậy được. Nhưng không đợi cho hắn ta có thể có thời gian suy nghĩ nhiều, ở trong không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm tương đối quen thuộc. Mình là ai? Giọng nói này có chút cứng ngắc, nhưng nó cũng không lộ ra vẻ quá khủng bố. Tuy nhiên khi rơi vào tay của ba người Cố Trình, Hứa Phong, Liêu Phàm, khiến cho bọn chúng cảm thấy rùng mình. Nếu đây không phải lệ quỷ khôi phục, thì như vậy chỉ còn lại một khả năng, Dương Gian vẫn còn sống. Mình là ai? Ở bên trong không gian yên tĩnh, quỷ dị của tiểu khu quan giang, một giọng nói có chút cứng ngắc mê mang khẽ phiêu đãng. Ngọn nguồn xuất phát của âm thanh này chính là từ một người thanh niên đang đứng trong quan tài kim loại. Chính xác hơn mà nói, đây cũng không phải là của một người sống, mà là một người chết. Một người đã chết tương đối lâu,
Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà hiện tại người này lại thức tỉnh, đồng thời vẫn còn duy trì được một lượng ý thức nhất định. Chỉ là ý thức này có phải là người sống hay là không thì không ai biết. Mình là ai? Lại một tiếng lầm bầm vang lên, bên trong đó mang theo một vẻ nghi hoặc và mê mang. Hắn tỉnh lại. Nhưng động tĩnh này lại khiến cho Hứa Phong ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Thậm chí ngay cả Cố Trình cũng đều cảm thấy một cỗ cảm giác bất an, mãnh liệt. Không hề nghi ngờ gì nữa, Dương Gian chưa chết, hắn ta còn sống. Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng vừa nãy thi thể hắn không có bất cứ một dấu hiệu của sinh mạng nữa. Với lại chính bản thân hắn đã tự phong ấn ở bên trong quan tài. Điều này đủ để chứng minh vấn đề của hắn cực kỳ nghiêm trọng, không thể không tự kết thúc bản thân. Nhưng mà vì sao? Vì cái gì Dương Gian có thể tỉnh lại? Không phải là con lệ quỷ trong người hắn khôi phục đấy chứ? Vẻ mặt Cố Trình trở nên ngưng trọng. Hắn ta cảm nhận được mọi chuyện đang dần trở nên phiền phức hơn. Lúc trước hắn ta cũng cảm thấy vậy, nên định nhân lúc Dương Gian chưa hoàn toàn khôi phục mà bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại hắn ta đã không thể đi nổi nữa. Bản thân hắn ta đang trong quỷ vực của Dương Gian, nên dù muốn hắn ta cũng không thể rời đi. Mình là ai? Mình là ai? Dương Gian vẫn đứng yên trong quan tài, không hề nhúc nhích. Tiếp tục lẩm bẩm, bộ dáng trông như hắn ta đang bị mất trí nhớ vậy. Đầu đang hoàn toàn trống không, nhưng mà cũng giống như hắn đang nhớ lại cái gì đó. Nhưng không ngừng chìm sâu vào trong ký ức. Có vẻ như là lượng ký ức của hắn ta quá lớn, khiến hắn bị mất đi phương hướng, không thể tìm ra bản thân là ai. Mình là Dương Gian. Nhưng mà lúc này, ở trong đầu Dương Gian liên tục xuất hiện, đi xuất hiện lại một đoạn tin tức nhỏ. Nội dung tin tức này chỉ có 4 chữ. Mình là Dương Gian. Dương Gian là ai? Hắn vẫn còn lẩm bẩm như trước, vẫn đang mê mang, đang cố hồi ức. Dương Gian, Dương Gian, Dương Gian. Trong đầu hắn dần dần xuất hiện những thứ có liên quan đến ký ức của Dương Gian. Những ký ức này vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó bị vô số cỗ khí tức, ký ức khác che đậy, khiến hắn không thể nào tìm ra và nhớ đến. Dương Gian là ai? Nhưng hắn vẫn còn đang liên tục lẩm bẩm, giống như mọi việc cũng không có thuận lợi như dự tính. Tất cả mọi thứ đều đang tiến hành, kết quả có lẽ là một loại biến hóa không ngờ nào đó. Thế cảnh tượng như vậy, Cố Trình dường như ý thức được điều gì. Hắn vội vàng nói, chẳng lẽ hắn ta bị mất hết ý thức, không nhớ rõ chuyện trước kia, trong đầu đã trở nên trống rỗng hay sao? Mặc dù dự đoán của hắn ta không hoàn toàn chính xác, nhưng mà lại đúng là 89 phần. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hứa Phong nhỏ giọng hỏi, lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Ở trên khuôn mặt sưng vù của Cố Trình hiện lên vẻ quả quyết. Nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng quán, hiện tại trạng thái của Dương Gian đã không phù hợp, đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Huống hồ hiện tại đinh đóng quan tài và thanh xài đao của Dương Gian đang trong tay của tôi. Ở trong tình huống như vậy, phần thắng của chúng ta cực kỳ lớn. Với lại hiện tại chúng ta không thể không xử lý hắn. Quỷ vực quán đang bao phủ xung quanh, chúng ta không thể rời đi dễ dàng như trước được nữa. Vậy còn chờ gì nữa? Xông lên tiêu diệt Dương Gian đi. Liêu Phàm bên cạnh cũng cảm thấy được tình cảnh dị thường của Dương Gian, cảm thấy đây là cơ hội ra tay tốt nhất. Nếu ngay cả cơ hội lộ ra rành rành như vậy mà còn không nhận ra, thì bọn chúng không xứng làm ngự quỷ nhân. Ba người nhìn nhau, đồng thời thống nhất ý kiến trong quãng thời gian ngắn ngủi. Động thổ. Không lãng phí thêm thời gian, cả ba trực tiếp sử dụng đến năng lực của lệ quỷ. Con lệ quỷ mà Hứa Phong khống chế ra tay đầu tiên. Vốn dĩ quỷ ông người quán ta là vô hình, không hề tồn tại trong thực tế. Nhưng mà khi trong mảnh quỷ vực đỏ đậm này,
hình ảnh về một con lệ quỷ u ám lại nhanh chóng xuất hiện. Con lệ quỷ u ám này xuất hiện từ trên người Hứa Phong, sau đó nhanh chóng tiếp cận Dương Gian, rồi nó duỗi ra cánh tay quái dị ôm chặt lấy Dương Gian. Cảnh tượng này khiến cho mí mắt của đám người phải giật giật liên tục. Quỷ vực của Dương Gian có thể khiến cho lệ quỷ của tôi hiện hình. Hứa Phong tỏ ra kinh ngạc, thậm chí có mấy phần là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đến là đợt tập kích của Lưu Phàm. Con lệ quỷ của anh ta cũng đang hiện hình. Đó là một con lệ quỷ có đầu rất lớn, nhưng mà người lại cực kỳ nhỏ, trông vừa âm lãnh vừa đáng sợ. Lúc này nó đang đứng ở đằng sau lưng của Dương Gian và hô to: Dương Gian! Lệ quỷ đang gọi lên tên của người. Dương Gian. Ngay khi con lệ quỷ này tập kích Dương Gian, mặc dù chưa quay đầu lại, nhưng trên ánh mắt trống rỗng, mê mang lại hiện ra một chút thần thái. Là ai đang kêu tôi vậy? Dương Gian đột nhiên trả lời trong vô thức, sau đó khẽ quay đầu. Lưu Phàm tỏ ra vui mừng. Thành công. Quỷ gọi người, người quay đầu thì người chắc chắn là phải chết. Trạng thái hiện tại của Dương Gian đang bất ổn, nên không có bất cứ sự đề phòng nào, vì thế đã trực tiếp phát động quy luật giết người hẳn phải chết của quỷ gọi người. Nhưng mà sau khi quay đầu, Dương Gian vẫn không chết, mà ngược lại trong đầu quán ta trí nhớ trống rỗng đột nhiên bị lấp khắp đầy bởi ký ức của Dương Gian. Mục tiêu mà quỷ gọi người muốn giết chính là Dương Gian, cho nên trong nháy mắt thân phận của cỗ thân thể này đã được xác nhận từ vô số thân phận bất định ở trong ký ức kia. Hắn là Dương Gian. Mình là Dương Gian. Đúng lúc này hắn mở miệng nói chuyện, không có vẻ mê mang, không có sự trần chờ mà tỏ ra cực kỳ kiên định. Ký ức Dương Gian đã thực sự trở về. Trở về từ trong mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn cỗ ký ức khác, khống chế hết mọi thứ. Việc này giống như tập kích của quỷ gọi người không phải để giết Dương Gian, mà giúp hắn hồi hồn vậy. Chỉ là không một ai biết đến điểm này mà thôi. Nghĩ lại, chuyện này cũng có chút buồn cười. Thậm chí cho đến hiện tại Lưu Phàm cũng không ý thức được chuyện mà bản thân vừa làm có ý nghĩa gì. Lệ quỷ tập kích của Cố Trình cũng đã đến. Đó là một khuôn mặt hư thối, trắng bệch, phù nề. Còn nó khẽ thổi một hơi ra ngoài. Trong nháy mắt sắc mặt của Dương Gian đỏ bừng, gần như là sắp sửa bị ngạt thở. Nhưng mà cái loại ảnh hưởng này chỉ kéo dài trong chốc lát và nhanh chóng tiêu tán. Hắn lập tức khôi phục lại bộ dáng như vừa rồi, giống như tập kích của lệ quỷ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn cả. Lưu Phàm bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. Vì sao hắn ta lại không chết? Rõ ràng hắn đã quay đầu lại rồi mà. Sắc mặt Cố Trình đã thay đổi, ánh mắt cũng biến hóa bất định. Hắn ta cũng hơi hiểu nguyên nhân. Con lệ quỷ mà Dương Gian khống chế có cấp độ khủng bố quá cao, cho nên chống đỡ được tập kích của đám người. Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Còn nhắn chống đỡ được lực lượng linh dị đi, nhưng mà tập kích của quỷ gọi người lại nhắm vào ý thức của người sống mà. Dù ngự quỷ nhân có cường đại đến cỡ nào đi nữa, thì khi phát động quy luật giết người của lệ quỷ, chuyện nhắm vào ý thức của người sống thì đều chết, không có chỗ trốn. Tôi là Dương Gian, mấy người định giết tôi sao? Sau khi lấy lại được ý thức, Dương Gian khẽ quay đầu, hai con mắt đen nhánh quán khẽ lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ, sau đó từ từ bước chân ra khỏi quan tài kim loại. Con người của Lưu Phàm khẽ co lại, lập tức quát lớn: Hứa Phong, cậu đang làm cái gì vậy? Nhanh tranh thủ thời gian giam giữ hắn lại đi. Lúc này trên khuôn mặt như là thây khô của Hứa Phong đột nhiên đổ đầy mồ hôi. Hiện tại dù hắn ta không nói câu gì, nhưng trong lòng liên tục kêu gào. Bởi vì quỷ ôm người quán ta đã đang áp chế Dương Gian, nhưng mà Dương Gian vẫn có thể di động. Không phải hắn ta không ra tay, mà là hắn ta không áp chế được Dương Gian. Dù đang bị quỷ ôm người áp chế, nhưng Dương Gian vẫn có thể tự do hoạt động như cũ.
cô hút trình. Lưu Phàm thấy sắc mặt Hứa Phong liền cảm thấy không thích hợp, cũng ý thức được điều gì đó, vội vàng kêu: "Mau, mau dùng đinh đóng quan tài, còn cơ hội, bọn chúng vẫn còn cơ hội. Dù Dương Gian có lợi hại đến mức nào đi nữa, chỉ cần dùng đinh đóng quan tài đấm trúng hắn, hắn sẽ không thể nào hành động. Bởi vì chính là vật phẩm linh dị có thể áp chế độc quỷ chết đói và dẹp chân, không cần đến sự nhắc nhở của Lưu Phàm." Lúc này Cố Trình cũng đang định dùng đinh đóng quan tài. Khoảng cách giữa hai bên đang tương đối gần, nhân độc quỷ ôm người còn đang phát huy tác dụng, nó không chừng bọn chúng có thể giam giữ được. Nhưng chỉ ngay sau đó, Cố Trình đột nhiên cảm thấy có một cánh tay băng lãnh khẽ chạm vào người quán. Ngay lập tức, cây trường thương nứt nẻ màu vàng kim ở trong tay hắn đã biến mất. Sau đó con nó xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Cảnh tượng như vậy khiến cho Cố Trình phải kinh hãi. Đùa cái gì vậy? Chơi vậy ai chơi lại chứ? Vật phẩm linh dị trong tay hắn lại có thể bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy? Rõ ràng vừa nãy Dương Gian không hề có hành động gì mà. Không, không phải, hắn đã hành động. Cánh tay màu đen của hắn đang khẽ cử động một cái. Chạy! Lưu Phàm thấy vậy lập tức hiểu được tình cảnh của bọn chúng đang cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy hắn ta liền vội vàng chui vào trong xe taxi quỷ, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Nếu chạy được, hắn ta vẫn có thể mang theo tấm gương quỷ và chuẩn đi. Ít ra hắn ta vẫn là có chút thu hoạch, đồng thời còn giữ được mạng nữa. Dầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động cực lớn vang lên. Lưu Phàm chỉ cảm thấy đầu quán ta khẽ chấn động một cái, dường như có một cỗ lực lượng khổng lồ nào đó tác động vào đầu, khiến hắn ta không thể không ngã xuống đất. Nhưng mà thực tế lúc này một cây trường thương màu vàng đang đâm xuyên qua đầu Lưu Phàm và cố định hắn ta ở trên mặt đất. Áp chế của đinh đóng quan tài lập tức hình thành, không có lực lượng linh dị duy trì, thân thể làm từ bù nhìn của Lưu Phàm không thể tiếp tục sống được nữa. Hắn ta đang dần dần tử vong. Lưu Phàm! Hứa Phong hô lập hô to một tiếng, ánh mắt giật giật liên hồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Kể từ khi món vũ khí linh dị bị đoạt từ tay của Cố Trình đến khi Lưu Phàm bị đóng đinh trên mặt đất, tất cả đều diễn ra trong quãng thời gian cực kỳ ngắn. Kinh khủng hơn chính là trong quá trình đó bản thân Dương Gian đều đang bị quỷ ôm người quán ta áp chế. Mặc dù đang bị quỷ ôm chặt, nhưng biểu hiện của Dương Gian lại giống như việc này không có bất cứ ảnh hưởng nào cả. Hắn thực sự là ngự quỷ nhân sao? Sắc mặt Cố Trình ở bên cạnh cực kỳ khó coi. Hắn ta biết bản thân không thể nào cứu được Lưu Phàm, bởi vì nơi này là quỷ vực của Dương Gian, muốn lên xe bỏ chạy dưới mí mắt của hắn gần như là chuyện không thể. Cho dù khoảng cách giữa Lưu Phàm và xe taxi quỷ chỉ chừng có mấy mét cũng không được. Đúng là không biết sống chết. Trước mặt tao còn định lái xe taxi kia sao? Khuôn mặt của Dương Gian hơi tái nhợt, hắn ta nhanh chân đi đến. Không sợ con quỷ trên xe taxi kia tỉnh lại và giết chết mày khi đang lái xe sao? Hay là nói mày tình nguyện mạo hiểm gánh chịu nguy cơ bị lệ quỷ giết chết cũng không dám đối kháng với tao? Mày, sao mày biết được việc này? Cỗ thân thể rách mướp của Lưu Phàm không cách nào động đậy, nhưng mà ý thức của hắn ta vẫn còn lại một chút, hoảng sợ nhìn về Dương Gian. Hắn ta không biết vì cái gì Dương Gian lại hiểu rõ xe taxi quỷ như vậy. Không có gì là tao không biết. Tuy nhiên dù mày lựa chọn thế nào đi nữa thì cũng đều vô dụng, bởi vì kết cục của mày chỉ có một, chính là chết. Nói xong, Dương Gian lập tức rút cây trường thương nứt nẻ ra. Mấy thức của Lưu Phàm cũng bị tiêu tán vào thời điểm đó. Hiện tại tao nên đưa hai người bọn mày lên đường. Hắn xoay người liếc nhìn Cố Trình và Hứa Phong. Chỉ một hành động xoay người thôi lại khiến cho tâm trạng của hai người ta chìm vào trong đáy cốc, toàn thân lạnh đến thấu xương. Bởi vì bọn chúng hiểu rõ, hiện tại người mà bọn chúng đang đối mặt có lẽ đã trở thành dị loại trong những ngự quỷ nhân đỉnh phong. Mắt quỷ Dương Gian. Toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ quỷ dị.
khi bầu trời bị ánh màu đỏ bao phủ, thì mặt đất lại bị bóng màu đen bao trùm. Toàn bộ chỗ này đã trở thành thế giới quỷ vực. Dương Gian đã thành công phục sinh từ trong quan tài. Một lần nữa lại chiến thắng trong cuộc chiến với lệ quỷ. Ý thức thành công quay về, trở thành một con lệ quỷ có ý thức của người sống. Mà ngay tại thời điểm hắn sống lại, người có ý đồ bỏ chạy là Lưu Phàm đã bị hắn ta xử lý ngay lập tức. Lưu Phàm không hề yếu một chút nào. Bản thân hắn ta có thể điều khiển xe taxi quỷ, thân thể không còn là người sống từ lâu. Đồng thời còn có nguyền rùa từ đồng hồ quả lắc và lệ quỷ trong con người. Có thể nói rất nhiều ngự quỷ nhân đều không phải là đối thủ của hắn ta, trong lúc không thiếu những vị ngự quỷ nhân lâu năm. Nhưng mà trước mặt Dương Gian đây, hắn căn bản không hề có cơ hội phản kháng. Lần này xong rồi. Hứa Phong cảm thấy lạnh cả người, đồng thời một cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng xuất hiện từ sâu trong tâm khảm hắn ta. Sắc mặt Cố Trình ở bên cạnh cũng cực kỳ khó coi. Hiện tại ta đang không có ý định muốn lấy đinh đóng quan tài, mà muốn làm thế nào có thể tiếp tục sống sót qua ngày hôm nay. Không ai có thể ngờ được Dương Gian có thể hồi sinh từ trong cái chết, đồng thời lại còn trở nên dị loại mà không ai có thể hiểu. Vì thế đám người xâm lấn thành phố Đại Dương như bọn chúng sẽ không thể tránh khỏi kết cục bị thanh tẩy toàn bộ. Đánh nổi không đây? Trong lòng Cố Trình có chút thấp thỏm bất an. Hiện tại quỷ vực quán ta đã bị áp chế, hoàn toàn trở nên vô dụng. Quỷ hà hơi cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Dương Gian được nữa. Biện pháp duy nhất mà ta có thể dựa vào để đối phó Dương Gian chỉ có lại là vật phẩm linh dị. Mà trong tay hắn ta vừa vặn có một món đồ linh dị. Điều với điều kiện là Dương Gian cho hắn ta cơ hội để dùng đến món đồ linh dị kia. Còn nếu Dương Gian không cho, chẳng mấy chốc nữa hắn ta sẽ phải nối gót theo bước chân của Liêu Phàm. Mình nhất định phải nghĩ cách leo lên chiếc xe taxi quỷ. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Hứa Phong cố gắng bình tĩnh lại. Sau một hồi thầm suy tính trong lòng, hắn đã tìm ra con đường sống duy nhất của bản thân. Nếu hắn có thể chui vào bên trong chiếc xe taxi quỷ và khởi động nó được, nói không chừng hắn ta có thể lái xe chạy ra khỏi thành phố Đại Dương. Mặc dù hai người đang tỏ vẻ ngưng trọng nhìn về phía Dương Gian đang tiến đến gần, nhưng mà trên thực tế, ở trong lòng mỗi người đều tự có suy tính riêng. Không có ai là muốn ngồi yên chờ chết cả. Chỉ cần vẫn có một chút hy vọng, bọn chúng sẽ bắt lấy. Còn nếu không có cơ hội, bọn chúng cũng sẽ tìm cách để tạo ra nó. Bởi vì nếu không phản kháng, bọn chúng sẽ chết. Nếu muốn liều mạng thì bọn mày nên động thổ ngay đi. Tao sẽ cho bọn mày một cơ hội để phản kích, bởi vì tao đang muốn kiểm chứng xem cực hạn của bản thân ở đâu. Sắc mặt Dương Gian trở nên tái nhợt trông cực kỳ lạnh lùng. Hắn muốn dùng hai người để luyện một tay, luyện tay một chút, nhằm nhanh chóng thích ứng với cái trạng thái hiện tại của bản thân. Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Trình không nhịn được mà trở nên lạnh lùng, cười lạnh. Dương Gian, mày tự tin tới mức đó sao? Không sợ lật thuyền trong mương à? Dương Gian khẽ vẩy tay một cái. Nếu mày làm được thì cứ thử đi. Ta nói trước, người đầu tiên mà tao giết sẽ là mày, bởi vì mày dám chôn thứ này của tao xuống dưới lòng đất. Sau đó một đứa bé quỷ dị mặc áo liệm đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Không phải thứ này không mạnh, mà là trước đó tao đã hạn chế sự trưởng thành của nó, bởi vì tao sợ tao không khống chế nổi nó. Nó rất nguy hiểm, rất có thể nó sẽ là con quỷ chết đói thứ hai. Nói xong, Dương Gian khẽ đưa tay túm lấy cái gì đó trong không trung. Bàn tay quỷ màu xanh đen đột nhiên bắt được một con lệ quỷ đầu to, thân nhỏ. Đây chính là con quỷ gọi người của Liêu Phàm. Ăn nó đi. Dương Gian trực tiếp ra lệnh. Sau đó cưỡng ép nhét quỷ gọi người vào trong miệng của quỷ đồng. Miệng quỷ đồng không hề lớn, nhưng nó lại giống như vực sâu, có thể nuốt chửng tất cả con lệ quỷ. Cố Trình và Hứa Phong thấy vậy cảm thấy tê cả da đầu. Quỷ ăn quỷ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế nhưng sau khi con quỷ kia xong, nó đã ăn xong,
Quỷ đồng vẫn không hề có bất cứ thay đổi gì. Nó chỉ há miệng một cái phát ra tiếng khanh khách đầy quái dị, giống như lệ quỷ đang học cách nói chuyện của người vậy. Phải biết trước đó mặc dù nó có miệng nhưng mà không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào. Liều mạng. Cố Trình khẽ cắn chặt răng. Nhân lúc Dương Gian còn chưa ra tay, hắn ta nhanh chóng lấy ra một thứ. Đó là một ống trúc cũ kỹ, thân loang lổ, giống như là bị dính phải thứ gì đó kỳ quái nên không thể rửa sạch. Ở trong ống trúc có một cây thăm bằng đồng. Ở trong ống trúc có một cây thăm bằng trúc, giống như là những thẻ thăm được dùng để xin quẻ trong các chùa miếu vậy. Đây là một vật phẩm linh dị, có tên lá thăm quỷ. Mặc dù bên trong ống chỉ có một lá, nhưng mà mỗi lần rút sẽ đều có kết quả khác nhau. Cho đến hiện tại, Cố Trình cũng mới chỉ tìm hiểu lá thăm này sẽ cho ra ba loại kết quả là tử, quỷ và sinh. Nếu rút chúng thăm quỷ, nếu rút chúng thăm tử, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, người rút thăm chắc chắn là chết. Rút chúng thăm quỷ, vậy ở trong ống sẽ đột ngột xuất hiện một con lệ quỷ và tập kích người rút thăm. Mặc dù đây cũng không phải là lá thăm hẳn phải chết, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Kết quả cuối cùng là sinh. Khi rút chúng lá thăm này, trong vòng 10 phút, ngự quỷ nhân sẽ không bị lực lượng linh dị giết chết. Nó cũng khá tương tự với nguyền rùa hộp âm nhạc của dương gian, nhưng mà hơi có sự khác biệt nho nhỏ về thời gian. Nguyền rùa của hộp âm nhạc là đảm bảo người sử dụng bất tử trong thời gian mấy ngày, hiệu quả mạnh hơn, đồng thời nguyền rùa cũng cực kỳ mạnh. Nhưng mà thứ mà lá thăm quỷ này khảo nghiệm lại là vận mệnh. Đồng thời khi rút thăm có lá thăm chữ sinh, người rút thăm chỉ bất tử đối với lực lượng linh dị mà thôi, còn lực lượng bình thường vẫn có thể giết chết được người đó. Nếu trước đó Cố Trình chắc chắn là phải suy tính kỹ càng trước khi rút, thế nhưng hiện tại hắn ta còn không thời gian để do dự nữa. Lập tức hắn ta rút lá thăm ra khỏi ống trúc. Ở một đầu khác của lá thăm bằng trúc này xuất hiện một vết chữ màu đỏ, siêu siêu vẹo vẹo. Sinh. Thấy vậy Cố Trình lập tức cười lớn. Dương Gian, xem ra ngày hôm nay vận may của tao không thể tệ một chút nào. Chỉ có 1/3 xác suất, nhưng đã bị anh ta rút chúng lá thăm sinh. Điều này có nghĩa là trong vòng 10 phút tiếp theo, hắn sẽ không bị lực lượng linh dị bị giết chết. Tuy nhiên cách dùng món đồ linh dị này không hẳn chỉ có như vậy. Cố Trình hoàn toàn có thể nhờ vào quy luật này mà khiến cho lệ quỷ trong người đạt đến trình độ khôi phục, liều mạng một lần, phát huy ra lực lượng linh dị lớn nhất có thể. Chỉ sau một giây, ánh sáng màu đỏ ở xung quanh lập tức bị ăn mòn. Thân thể anh ta cũng dần trở nên phiêu hốt, bất định. Trong bộ dáng giống như hắn ta đang sắp sửa biến mất khỏi thế giới này, mơ hồ, vặn vẹo. Cuộc đối kháng giữa quỷ vực và quỷ vực lại tiếp tục bắt đầu. Đồng thời quỷ vực của Cố Trình đã trở nên mạnh hơn. Quỷ vực tầng 5 của dương gian nhận được sự cản trở, đồng thời bị xua tan. Điều này chứng tỏ quỷ vực Cố Trình đã đạt đến trình độ tầng 5, đồng thời nó vẫn còn đang mạnh lên. Bởi vì nếu quỷ vực quán ta có trình độ tầng thứ 5 thì hai bên sẽ hòa nhau. Còn hiện tại quỷ vực của dương gian lại đang dần dần biến mất ở bên cạnh người quán ta. Có tác dụng, cơ hội của mình đến rồi. Hứa Phong thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng có chút hy vọng. Quả nhiên Cố Trình vẫn mạnh hơn cả tưởng tượng. Trong thời điểm then chốt còn có chiêu này. Từ trước đến giờ quỷ vực chính là thứ đã làm nên tên tuổi của dương gian. Vậy mà hiện tại anh ta có thể chiếm lấy một chút ưu thế khi đối kháng quỷ vực với anh. Điều này đúng là không thể tin nổi. Chỉ cần quỷ vực Cố Trình không bị áp chế, như vậy anh ta sẽ có vốn liếng để dây dưa với dương gian. Và đó chính là cơ hội tốt nhất để Hứa Phong chạy trốn. Sau khi cho quỷ đồng ăn xong, Dương Gian cầm chặt cái cây trường thương đứt nẻ trong tay, lạnh lùng nói: "Con lệ quỷ trong thân thể mày đang thức tỉnh sao? Mày đang định làm vậy để liều mạng với tao sao? Tốt, tốt lắm. Nhưng mày vẫn còn non lắm. Bởi vì lúc này bản thân tao có thể ở trong trạng thái lệ quỷ khôi phục bất cứ lúc nào." Thân thể Dương Gian biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó,
Cả người hắn được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ, rồi xông thẳng vào trong quỷ vực của Cố Trình. Dương Gian! Cố Trình vừa sợ vừa giận. Quỷ vực mắn ta có được khi cưỡng ép lệ quỷ trong người khôi phục lại bị xâm lấn một cách cường thế như vậy. Hắn ta há mồm, hà một hơi, khiến cho toàn bộ quỷ vực tràn ngập một mùi vị khác thường. Quỷ vực cộng thêm quỷ hà hơi, hắn ta có thể xử lý toàn bộ người trong nháy mắt. Lại thêm cái trạng thái lệ quỷ đang khôi phục như này nữa, hắn ta có thể lùi bất cứ con lệ quỷ nào. Thậm chí một số lực lượng linh dị muốn tiếp cận hắn ta cũng không có được. Nhưng chỉ ngay sau đó, một bàn tay màu đen đột nhiên túm lấy cổ quán ta. Kế đó một tiếng xương gãy vang lên, miệng của Cố Trình lập tức ngậm lại. Hắn ta cảm thấy con quỷ trong người đã bị áp chế, hoàn toàn mất liên hệ. Còn người Cố Trình co rụt lại. Giờ khắc này hắn ta mới cảm nhận rõ được sự chênh lệch giữa bản thân và Dương Gian là như thế nào. Dương Gian chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước sắc mặt băng lãnh. Một tay hắn túm cổ của Cố Trình và nhấc hắn ta lên, đồng thời điều khiển quỷ ảnh nhanh chóng xâm lấn đến thân thể hắn ta. Khoan đã, chẳng lẽ cậu không muốn biết thế lực đằng sau của đám người Lưu Phàm Hứa Phong là gì sao? Chỉ cần cậu không giết tôi sẽ nói cho cậu biết hết mọi thứ, đồng thời cũng sẽ dẫn cậu đi báo thù. Với lại tôi hiểu được quy luật sinh tồn của xé bít quỷ, tôi sẽ nói cho cậu biết nếu cậu muốn. Cố Trình cảm thấy thân thể đang bị mất đi trí giác, thậm chí còn thấy ý thức bị ăn mòn, liền là tỏ ra hoảng sợ. Không cần, tao biết rồi. Giọng điệu Dương Gian cực kỳ lạnh lùng, không hề có bất cứ tình cảm nào. Đồng thời hắn khẽ dùng lực một cái, cổ Cố Trình lập tức bị vặn gãy. Ánh mắt Cố Trình nhanh chóng mất đi chút thần thái cuối cùng. Hắn ta đúng là không hề bị lực lượng linh dị giết chết, mà là bị Dương Gian vặn cổ mà chết. Mau khởi động đi. Lúc này Hứa Phong đã nhân cơ hội leo được vào bên trong xe buýt taxi quỷ. Đầu hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh, dùng cánh tay còn sót lại đánh mạnh lửa với ý định khởi động xe taxi quỷ. Nhưng sau bất kể hắn ta khởi động xe như thế nào thì từ đầu đến cuối nó đều không có động tĩnh. Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng trước đó mọi thứ còn đang rất tốt mà, sao hiện tại nó lại không có động tĩnh như vậy chứ? Tay của Hứa Phong run đầy bầy, đồng thời lòng hắn ta cũng run theo. Hắn ta không muốn chết. Khi đối mặt với lệ quỷ khôi phục, hắn ta không chết. Leo lên xe buýt quỷ cũng không chết. Gặp phải nguyên rủa của đồng hồ quả lắc, hắn ta cũng không tiếp tục chết nữa. Vậy mà hắn ta lại có thể chết ở chỗ này. Hứa Phong. Nhưng đúng lúc này, một đứa bé quỷ dị áo liệm trên người gõ vào cửa sổ xe taxi quỷ, sau đó tiếp tục hô hào lấy tên của hắn ta, giống như đang muốn gọi hắn ta ra ngoài để chơi đùa vậy. Nó cứ tiếp tục gọi tên của hắn ta, một tiếng lại một tiếng. Có đôi khi giọng điệu của nó giống như là cha mẹ của hắn ta vậy, có đôi khi lại giống với người quen của hắn ta, thi thoảng lại biến thành giọng nói của Lưu Phàm. Sự biến hóa quỷ dị kia khiến cho lòng người sợ hãi. Nhưng bất kể là giọng điệu kia biến hóa cỡ nào, thì ngọn nguồn phát ra âm thanh kia vĩnh viễn là từ miệng của con quỷ đồng kia. Không được quay đầu. Mình không được phép quay đầu lại. Hứa Phong cố gắng cưỡng ép bản thân không được quay đầu, phải duy trì sự tỉnh táo, không nên bị quỷ gọi người gọi chết. Chết tiệt, thứ này là cái thứ quỷ quái gì vậy? Quỷ đồng cứ đứng bên ngoài, liên tục gọi từng tiếng một, khiến cho Hứa Phong sắp sửa sụp đổ. Quỷ gọi người cũng chẳng phải được sử dụng như vậy. Kiểu gọi như vậy chẳng khác gì nó đang rơi vào trạng thái chết máy. Chẳng lẽ thứ này không sợ bị lệ quỷ khôi phục hay sao? Hứa Phong, từ bỏ đi, mày không làm được đâu. Lúc này Dương Gian xuất hiện. Trong tay hắn mang theo thi thể Cố Trình. Hắn từ từ nhét cỗ thi thể vào trong chiếc quan tài bằng kim loại mắn ta vừa chui ra, sau đó đậy kín lại.
nhằm ngăn lệ quỷ bị khôi phục. Hứa Phong gào thét khản cả giọng: Dương Gian, câm miệng cho tao! Dương Gian lạnh nhạt nói: Không phải hiện tại mày đã phát hiện ra rồi sao? Thứ mà mày ngồi vào căn bản không phải là xe taxi, nên đương nhiên nó không thể khởi động được. Tạm thời khắc tao, thời khắc tao tỉnh lại, có rất nhiều thứ đã không còn là thứ đó nữa. Mày cần gì phải tự lừa dối bản thân như vậy? Với lại, từ trước đến nay, mỗi khi ra tay tao sẽ không chừa cho kẻ địch của bản thân bất cứ một cơ hội nào. Thứ hy vọng mà mày cảm thấy kia chỉ là ảo giác thôi. Mình xin ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.